Còn cái vụ bà Trương Mỹ Lan chưa? Sao chị, vụ đó sao chị kể nghe, Hả? vụ đó sao kể cho em nghe. Trương Mỹ Lan nó là nghe nó kết án tử hình mà nó mà mấy ông này dụ bả là bây giờ mà đem hết tài sản ra khai thiệt và đem bán hết tài sản nộp nhà nước á thì là giảm án tử hình cho bả chung thân. Nhưng mà cái bà khai ra bà nói bà chôn ở dưới đáy biển đó. Bây giờ tàu ngầm với mấy người mà lặn á lại đi xuống dưới tìm. Bà chỉ cái địa điểm nơi nào đi, nghe nói 670 tỷ tiền ấy đó, tỷ tiền tiền mà tiền Mỹ Kim đó nha, chứ không phải tiền tiền Việt Nam nha, đô la đó, ghê gì đó. Công nhận bả là người giàu nhất, bả là người đàn bà giàu nhất đất nước Việt Nam đó, khủng khiếp. Nhưng mà rồi em thấy em giàu rồi cũng chết, em thấy không? Trời ơi, mặt mày hôm nay thấy mặt ghê luôn á. Rồi hôm nay bà lên thấy cái mặt bà, trời ơi, chị không ngờ luôn, hồi xưa bà cũng đẹp lắm, bà cũng 60 mấy tuổi rồi đó. Nhưng mà em thấy không, tiền của rồi cái gì, rồi hai đứa con bà cũng bị luôn. Tại vì nó quốc tịch, nó hai quốc tịch. Tại vì nó ham giàu đó, nó cũng ham làm giàu, nó lấy quốc tịch Việt Nam để nó làm ăn Việt Nam, để nó dấn tên nhà đất. Bây giờ tất cả những tài sản, những cái ấy của nó là, những cái cao ốc của nó là nhà nước tịch thâu hết. Phải đứng tên của bả với con bả là tịch thâu. Riêng về chồng của bả là quốc tịch Hồng Kông là không có đơ, không 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 có bị tịch thâu. Đó là bà con mua rất là nhiều. À, một ngày mua nhiều lắm, có khi lên cả 100 cặp vô vậy. Một cặp gì đó với một cái bô đồ của Thành ở đây là có thuốc nè, là chai thuốc bóp nè, 3 chai dầu, 2 chai nhổ mắt, 2 chai nhổ mũi và 1 chai ngứa. Đó. Thì ở đây đó thì nếu ai bị bao tử thì ông Thành sẽ cho thêm 2 bịch bao tử nữa. Ai xin thêm cái món gì ông Thành sẽ cho thêm món đó, giống như máy phát giảng cũng như là tôm chỉ hành đạo. Thì cặp thuốc này á thì ông Thành sẽ giới thiệu lại là chuyên trị về cái gì. Thứ nhất là cặp thuốc này là chuyên trị thằng kinh tọa, gây cục sống, thôi quắc cục sống. Bà con mà bị nhức đó, thường thường đó là những cái người mà lớn tuổi là thường bị nhức. Mình uống cặp thuốc này mình uống tới 50 ngày lần, một ngày mình uống 2 lần quý vị. Quý vị ơi, thì đây nếu mà ai không có tiền, hoặc là ai sợ, hoặc là ai lo lắng cho cơ thể của mình mà bị gọi là phụ, mà có tác dụng phụ đó quý vị, thì quý vị cứ gọi Thành, thẳng Thành đi. Nói bây giờ tôi muốn thử thuốc, đó, Thành sẽ gửi thuốc cho quý vị, cho tới nhà quý vị luôn, Thành sẽ không lấy tiền quý vị. Khi nào quý vị uống xong, thấy ok, thấy ổn trong người, rồi quý vị hãy gửi tiền cho Thành, không sao hết. Cái này là Thành muốn vừa đảm bảo cho quý vị mà vừa đảm bảo cho Thành. Tại vì ở đây là Thành không có phải là người nghèo khổ đâu quý vị, Thành rất là khá luôn. Đó, nhưng mà bán cặp thuốc này đó là không có lời nhiều hết, chỉ muốn làm từ thiện cho bà con thêm mà giàu. Chị thấy tiền đó đi làm từ thiện chứ chị thấy ở nước ngoài nó phung phí lắm em ơi. Bởi bây giờ nó trả quả trước á. Việt Nam mình nó sở dĩ á là nghiệp trả nhẹ hơn nước ngoài, tại vì Việt Nam mình tu nhiều, biết ăn chay, biết niệm Phật chùa chiền rồi cũng nhiều. Nước ngoài á chuyên môn là đi du lịch không ơi, đa số là dân nó đi du lịch, nó chơi nhiều hơn, nó hưởng thụ nhiều hơn là nó tu. Bởi khi nó trả nghiệp là nó tiêu diệt luôn đất nước của nó luôn, mà dân nó chết rất nhiều. Em thấy dịch bệnh không, nước ngoài chết nhiều hơn Việt Nam. Yeah. Mà nghe nói dịch bệnh kỳ này là nghe nói dịch kỳ này ghê lắm, tiểu cơ nói là có hết á. Tại vì tiểu cơ là cái điện ân trên xuống, thành ra cổ là không bao giờ cổ nói sai sự thật. Vì cổ đâu có ăn tiền ăn bạc ai, mà cổ đâu có, cổ cũng mệt gần chết, nghe cổ làm việc không, làm ngày làm đêm. Trời ơi, làm gì mà 2-3 giờ khuya mới về nhà, rồi còn phải coi 3 cái comment rồi trả lời, rồi còn phải lên cái bài những cái gì mà cơ điển cấp rút. Tội nghiệp cổ, chứ cổ cũng ráng mà làm công đức để mà cổ lập công bồi đức để mà cổ được về thượng nguyên thánh đức á. Cổ chắc là cổ cũng về cực lạc cái thượng nguyên thánh đức gì thấy phước cổ cũng. Dạ, cổ nói là cái tháng 6 tới nè nó mới còn mới là mới ghê nè. Đúng trung rồi, tháng 6 không phải tháng 6 của năm Thìn, kéo dài cho tháng 6 của năm Tỵ thì là diễn biến chiến tranh cực kỳ ghê gớm, khủng khiếp luôn. Lúc đó là coi như diễn tiền đến coi như là đến màn gần cuối rồi đó, mà người là mà tiêu diệt rồi đó đó. Tức là tháng 6 tức là không còn cơ hội để mà ân trên ân xá nữa đâu nha. Đến tháng 6 này hết ân xá rồi, nghe cổ nói từ bây giờ đến tháng 6 là còn ân xá. Thành ra em cấp rút em tu đi, em phải phát tâm có điều kiện đó, em nên làm từ thiện nhiều, phóng sanh nhiều. Thường vì em ăn chay ít hơn chị, em mới có 7 năm, vì nhiều mấy chục năm trước em sát sanh và em phóng nhiều để bù đắp bớt. Mà em phát tâm cái lòng của em thành ơn trên biết liền
làm của mình sám hối, mình sợ mấy 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 chục năm trước em không biết, vì vô minh em biết em lỡ vậy. Bây giờ em ăn chay, em thức tỉnh, em chay, em phóng sanh thì ơn trên sẽ ân xá cho em sạch từ sạch nghiệp hết. Em trở về thượng nguồn thánh đức là em không có tội gì hết trơn, và em bắt đầu em sống, nhưng mà sống ở đó phải đáng tù nha, chứ sướng quá rồi cái tạo nghiệp ra nữa là đọa nữa đó. Chờ chị ông về thượng nguồn thánh đức, chị là cực kỳ này quyết chí về cực lạc, vì cực lạc là bất thối chuyển, nên trên đó là Bồ Tát bất thối chuyển vĩnh viễn ở cái điều nguyện thứ 11 của Đức Phật A Di Đà phát nguyện đó, chúng sanh nào mà sanh lên đất của ngài đó thì không bao giờ mà trở lại được tái sanh trở lại làm người, trừ khi nào mình tự nguyện ra, cũng như Đức Đức Quỳnh giáo chủ cũng tự nguyện đó, với sứ mệnh của ơn trên giao thì mới xuống thôi. Như cô Tường Lam gì kỳ rồi đó, cô cũng tự nguyện đó, mấy người mà xuống trực về về Đó. về chỗ về cái gì đó, tổ đình của Hòa Hảo để chưa gặp đức thầy đó, mà không biết sợ dịch bệnh nhiều quá đi có được hay không đó. Chưa nguyện chị cầu chị về gặp đức thầy chút xíu, chị quỳ sát chị sám hối với ngài, rồi chị kêu ngài cứu rồi về chị đó. Cho giấc chị về cực lạc với ngài luôn, cái chuyện về thượng quan tính đức mà đi ơi, cô tỷ nói về là chắc chắn có rằm trung thu là thiên tử của mẹ cho xuống dưới trần gian để cứu độ mình. Thiên tử đó, thiên tử số 1 của cha đó là Đức Quỳnh giáo chủ đó. Mà nghe nói là ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài Đức Phật Di Lặc cũng xuống thế rồi đó, nhưng mà ngài nghe nói xuống với cái hình thù là 40 mấy tuổi mà rất là đẹp, chứ không phải như mấy cái hình tượng mà người ta vẽ bụng phệ mà già mà phạch ngực vậy đâu, chỉ cái tượng trưng cho ngài vui vẻ vậy thôi, chứ thật tướng của ngài xuống trần gian đó là ngày 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 xuống ngày ngày để chấm điểm đó, chấm điểm những cái ai mà đang tu giờ mà ngàn kỳ này ngày đi xuống chấm điểm đó. Đức Di Lặc xuống, cổ nói là xuống nhưng mà ẩn, xuống với một cái hình dáng 40 mấy tuổi, người nào có huệ nhãn mới thấy được ngài, chứ không ai biết được ngài. Ngài xuống ngày chấm điểm những người nào mà dự thi trong cái màn này nè, như em với chị đều dự thi đó, chấm coi được bao nhiêu điểm là bởi ráng tu đi. Chị nói thiệt, các chợ cơ tỷ không nói mà em không biết nè, em không nghe mà đề rõ hả, em có nhớ đoạn đó không? Có nghe tại vì là nó chứa thiên tử, em thiên tử là co là tức là thiên Thiên tử, tử. thiên tử con của mẫu cho xuống trần gian để cứu chữa trong rằm trung thu này, trong trong một thời gian ngắn, rồi ngài là ẩn mình luôn, ẩn mình cho đến khi mà hội Long Hoa khai mạc thì ngài xuống. Ba tiếng nổ là Đức Phật Di Lặc là mới xuống thật sự đó, với hình dáng là một người 40 mấy tuổi mà rất đẹp, đẹp 32 tướng, đẹp như Đức Phật Thích Ca vậy đó, đẹp lắm. Trời ơi, đến ngày đó mong đến ngày đó gần đến rồi, Phật kể ráng tôi mời cho em sao chứ chị rất là vui, chị mong ước đến cái ngày đó cho nó mau mau vậy đó để gặp được Phật. Trời ơi, không có gì, trời ơi, hạnh phúc cái gì bắt được Phật, trời ơi, trời ơi, trời. Còn gì bằng lúc đó chắc không biết, chị nằm sạc xuống với Phật thôi, chứ không biết nói gì, chỉ nằm sạc lại ngài thôi, ôm dưới chân ngài lại theo để đu theo ngài thôi, chứ biết nói gì, mừng quá rồi không nói được nên lời được. Trời ơi, sao em có thích vậy không? Trời ơi, tiền bạc phù du lắm, em nói nó bùng một cái em thấy động đất bên gì đó, trời ơi, bên Thái quan vừa rồi đó, bảy 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 phẩy mấy hecta đó, anh thấy không, nhà cửa sập nguyên một cái tòa, mấy tòa nhà anh thấy không, có thấy không Thấy. đó, Thái quan mới đây nè đó, động đất sóng thần. Việt Nam mình cũng chuẩn bị đó, nhưng mà Việt Nam mình chắc nhẹ hơn, nghe tỷ nói nhẹ hơn, cũng sóng thần động đất đó, báo điềm rồi nha, em thấy nghe không, rạch giá là tự nhiên chim gì mà đàn chim đến ỉa gì mà gây ô nhiễm về tin tức nói đó là điềm báo cũng như bên Trung Quốc rồi đó, rạch giá chắc là tiêu diệt hết, chết hết rồi. Chị nghĩ rạch giá là chắc cái tỉnh rạch giá chắc không còn nữa, tự nhiên mà chim mà nó mà xuống như vậy là báo điềm rồi, giống như bên Trung Quốc đó. Em nhớ không? Có nhớ con chim nó xuất hiện nhóc chưa? Đó, giống quá ỉ dù con gây ô nhiễm tin tức người ta nói đó rồi á, thì mà cơ nó không dám nói vì nó có ảnh hưởng chính trị của ngài gì đó, ngài Nguyễn Trung Trực đó, nhớ không, trong cái công viên Nguyễn Trung Trực đó
thấy chim nó xuống, nó ỉa ngay chỗ, nó đậu ngay chỗ ở công viên Nguyễn Trung Thực, chị đâu có dưới cho giá đâu chị biết. Nghe kể tin tức với nghe cô tỷ nói đó, trời em nghe cô mẹ em nhớ gì trơn về em. Trời chị nghe, chị nói thiệt với em chứ cô tỷ nói cái gì chị thuộc lòng luôn á, nhớ từng lời nói của cổ đó, để mình chia sẻ cho mọi người. Mình phải về mình học pháp, người ta đưa người ta đã tận tình người ta chia sẻ mình thì mình phải ngơ nhớ là mình thi hành, là mình chia sẻ với nhiều người để mà nhiều người người ta cũng cùng tu với mình để được về với mình. Đó là cái công đức, lập công bồi đức là như vậy đó, chứ không phải tiền tài không đâu em ơi. Lập công bồi đức là em chia sẻ giáo pháp nó còn hơn là em đi xây chùa xây mộ đó. Em người ta nói là cúng chùa, người ta nói là xây chùa bằng xây người đó, xây người tức là mình độ cho một người mà ta từ cái người ta vô minh mà ta biết được Phật pháp thì ta quay đầu đó, cái đó xây người nó còn hơn lần xây chùa. Tiền mà xây chùa thì em xây người đi, là em đó là coi như người của quần chúng, em tiếp xúc nhiều, em xây người phước đức em lớn lắm, tại em biết làm thì chỉ cho em làm. Em cho em tiếp xúc nhiều, em nên chia sẻ vừa bố thí vật chất mà vừa chia sẻ về đạo pháp nữa. Em cho người ta rồi em lấy cái tình cảm, Đức Quỳnh giáo chủ nói đó, ngài đem cái quyền linh của ngài, ngài chữa bệnh để mà nhờ cái sự hết bệnh đó người ta mới tín nhiệm ngài, người ta mới theo ngài, người ta mới tu. Ngài có nói đó, em thấy quyền linh để mà chữa bệnh cho bá gia bá tánh, nhờ đó mà ngài mới giáo hóa được người ta, mới bắt người ta tu. Thì em bây giờ em không có chữa bệnh được, em cũng chữa được, em cho thuốc thì em bố thí gì đó, rồi em nhờ công đức đó em chia sẻ luôn, vừa cho vật chất mà vừa bố thí pháp luôn, cả hai là phước đức em lớn đó. Trời ơi, phước đức cái đó là vô lượng vô biên. Em là em mau đắc đạo thôi, chứ đừng nói em tu mà xếp sao mà em có thờ thụ nguyên tín đức, em tu em cũng mau đắc đó. Những người mà có phước á, tu nó mau đắc, nó không trong nghịch cảnh nó đỡ bị ấy, còn tu mà trong người cảnh khổ lắm em ơi. Cái gì bằng cái phước ta, nó ăn bài mà tiếng phước cũng không được nữa, bởi vì tu rồi phải có phước, phước huệ phải xong tu, tức là vừa phước mà vừa huệ. Nó em tu huệ mà tu phước mà em ở chị thấy em làm phước nhiều. Dạ, hả? Em cũng cố gắng làm phước hết mình, cho em hỏi gì nè. Em thì phước chị thấy có nhiều đó, nhưng mà huệ em chưa chịu lập hạnh huệ đi. Em bây giờ chia sẻ pháp lý đi, trời ơi, em được cơ tỷ gần với em là em cũng có phúc ba đời em rồi, là cơ tỷ chấm em đó, chấm điểm em mà chia sẻ cho em pháp lý gì mà em không chia sẻ được cho mọi người. Em phải đi đến đâu em mà cho bố thí gạo đồ này nọ, em phải nói pháp luôn. Em nói là tôi cho cô cái này, nhưng mà cô là ăn trong một tháng cô hết, nhưng mà cô phải thi hành lời của Phật thì cả đời cô mà cô cứu được luôn của quyền của cô nên niệm Phật đó. Tôi nói thật đó, cô niệm đi, linh ứng lắm, cô ráng niệm sáng một thời, bây giờ rồi nếu mà cô bận thời gian thì sáng cô niệm một thời một tiếng, tối niệm một tiếng, rồi đi đứng rồi cô ngồi cô bắn ế cô niệm hơi cô cũng bắn đắt nữa đó đó, cho dầu vách lá một căn mà biết niệm Phật cũng trở thành bạc muôn. Đức Quỳnh giáo chủ nói đó, trời ơi, Đức Quỳnh nói là đúng đó. Em niệm Phật, em mới nhờ niệm Phật anh trai em mới được cái người ta, thời buổi kinh tế người ta làm ăn khó khăn mà em làm được á là em cũng có phước rồi. Mình ráng phải tu huệ nó đi, chị thấy em tu phước không? Em cứ lo làm việc hoàng, em dành thời gian em niệm Phật, em niệm Phật đi rồi cái điển của em nó mới sáng. Cô tỷ nói đó, mình tu làm sao mà cái chủ nhân ông của em mà chị chỉ bữa đó mà nó sáng lên thì ở trên người ta nhìn xuống á, cũng như ngọn đèn pha trong bóng đêm á, ở trên ta thấy độ mình. Mà cái em ăn chay thì cái băng từ của em, cái từ trường của em với từ trường của Đức Phật đó cùng mà điển chương nó tiếp nhau nó mau. Còn mà em ăn mặn nhiều á, âm với dương nó gặp nhau nó sẹt ra, nó ít, nó còn lại ít, đúng không em? Đó là Phật nói em muốn mà tiếp nhận hết những điển của Đức Phật. Khi mà em niệm Phật á, em muốn tiếp nhận cái băng từ của em với băng từ của Đức Phật mà tiếp nhau đó, thì em nên ăn chay trường. Bởi khuyên mọi người như vậy, em giải thích cho họ biết, nói các cô á, nên ăn chay màn này đó, nó gấp rút lắm rồi đó. Bây giờ đó là không có thể nào mà ăn ngon để hưởng thụ được, ráng đi, ráng ăn chay đi. Thì cái ăn chay là khí dương, mà khí dương thì nó hợp với Đức Phật, thì mình khi cái băng từ mình nó là dương với dương thì điển con trên nó tiếp mình nó mau, mình niệm Phật nó linh ứng hơn đó. Mà củ quyền của mình cũng nhờ nha, chứ không phải riêng bản thân của mình nha, mà còn củ quyền cũng nhờ nữa đó.
mà dạng người ta đọc cái thần chú mà Đức Quỳnh Diệu chủ dịch ra đó là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, trời ơi cái câu chú đó nha, bao nhiêu vị Phật á, 36.000 vị Phật, rồi nhất vạn nhật là 11 vạn vị Phật, rồi chín cửu thiên ngũ bá 9.500 vị Phật nữa, và cũng 10 phương chư Phật mà gia hộ mình thì cái lực nó rất là mạnh, bởi vậy mới 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 ba 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 ngàn mà vong linh ở dưới địa ngục của cửu quyền mình được siêu thoát đó, em thấy không, em niệm mà đến mấy ngàn cái vong cửu quyền mà được siêu thoát là phước đức mình vô lượng đó. Thành ra em dạy cho người ta nên đọc cái câu thần chú đó, với là cái câu thần chú mà giải khí độc nữa đó, anh nhớ không? Màn này khí độc nhiều lắm nha, cái màn này đó nha là coi như nó dịch bệnh nè, người ta chết nhiều nè, rồi thì cái tụi Trung Quốc nó bỏ ra khí độc nè, rồi những cái súng đạn mà nó bắn vũ khí hạt nhân sau này đánh dữ lắm, bởi vì em phải đọc ngay từ bây giờ để đến đến khi mà cái vũ khí hạt nhân mà nó bắn ra nhiều rồi nha, bên 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 tụi Israel là nó đang chuẩn bị nó bắn dữ lắm rồi đó, thành ra với Ukraine đó, với Putin đó, mà em hít cái trời mưa này xuống nha, nó độc lắm, mà em phải đọc cái thần chú là ấm gia đà, ấm gia đà, ấm gia đà, đọc cho chị là khoảng 15 phút là cũng cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Quốc Thành xin kính chào quý vị thân mến. Dạ thì Quốc Thành xin kính chúc quý vị một buổi trưa và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay Quốc Thành không phí thời gian của quý vị, thì ở đây Quốc Thành cũng làm những video về những vấn đề cộng đồng mạng xôn xao cũng như là dịch bệnh hay là động đất này kia đó quý vị. Thì hôm nay đó thì Quốc Thành cũng xin lên video hôm nay để giới thiệu với quý vị là ở đây Quốc Thành có cho những cái máy phát giảng quý vị. Cũng có cho là những cái máy mà gọi là niệm Nam Mô A Di Đà Phật nè, nhạc nền có nè, nhạc niệm có nè, rồi nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba loại quý vị, đó đây là có đầy đủ hết, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có luôn đó, đây là quý vị, đây là Quốc Thành cho phi ha, cho miễn phí cho bà con chỉ cần chịu tiền ship cho Quốc Thành là 30.000 thôi, Quốc Thành sẽ gửi tới đâu quý vị luôn, đâu cũng gửi quý vị hết đó, đây đây là máy niệm Phật, cũng như là cho chung dưới đó thì là có tôn chỉ hành đạo nè. Bà con tôn chỉ hành đạo này đó bà con là chỉ về cách mình là cúng lại thờ phượng cũng như là cách học Phật tu nhân đó bà con. Đây nếu mà mình mà người mới đi vào học Phật giáo Hòa Hảo đó thì mình nên mình dùng cuốn này để mình học. Quốc Thành hồi trước cũng học cuốn này không quý vị, là chỉ mình cách cúng kiến nè, rồi chỉ mình về những cái vấn đề mà giống như là cần tu học đó, tu hiền ở dưới cái lúc mà mình còn làm ở cái con người này đó quý vị, học Phật tu nhân đó quý vị đó. Thì cũng như là cho thêm á là sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ quý vị, đây là cuốn bự đây đó quý vị, đây là mình về để mình tìm tòi để mình học hỏi về cuốn thi văn giáo lý quý vị đó quý vị. thì đó là những món đồ Quốc Thành cho, cũng như là thuốc tây, thuốc tây ở đây đó là thuốc tây ở đây Quốc Thành cũng cho luôn quý vị, cho là quý vị nếu mà ai có xin đó thì Quốc Thành sẽ cho 2 bịch hoặc là 3 bịch, nếu mà người nhà nhiều thì Quốc Thành sẽ cho 4 bịch. Cái này là có bà con người ta hỗ trợ nha, thuốc là thuốc mới hoàn toàn nha quý vị, thuốc là chuyên trị về là cách những cái bệnh gì, là bệnh như là sốt nè, cảm nè, rồi say nắng nè, rồi ho nè, rồi có đàm hoặc là khó ngủ là mình dùng đều dùng được hết nha quý vị, mình khò khè cho người đó mình dùng được đều hết, cái là miễn phí quý vị, cứ trả tiền ship cho Thành là 25.000 tới 30.000 thì Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận đâu cũng gửi quý vị hết, ví dụ như quý vị ở Hà Nội Thành cũng gửi tới luôn nha quý vị cứ gọi Thành đi nha. Cũng như là ở đây đó thì cũng Quốc Thành cũng có chia lại cho bà con là những cái phần thuốc, thì thứ nhất thì Quốc Thành sẽ chia cho bà con là như là thuốc cặp thuốc này thì bà con quá gần rồi, cặp thuốc này đó là bà con mua rất là nhiều, một ngày mua nhiều lắm, có khi lên phải 100 cặp với quý vị, một cặp gì đó với một combo đồ, combo đồ Quốc Thành ở đây là có thuốc nè, là chai thuốc bóp nè, 3 chai dầu, 2 chai nhỏ mắt, 2 chai nhỏ mũi và 1 chai ngứa đó. Thì ở đây đó thì nếu ai bị bao tử thì Quốc Thành sẽ cho thêm 2 bịch bao tử nữa, ai xin thêm cái món gì Quốc Thành sẽ cho thêm món đó, giống như máy phát giảng cũng như là tôn chỉ hành đạo. Thì cặp thuốc này á thì Quốc Thành sẽ giới thiệu lại là chuyên trị về cái gì. Thứ nhất á, là cặp thuốc này là chuyên trị thần kinh tọa, gây cột sống, thôi quắc cột sống. Bà con mà bị nhức đó, thường thường đó là những cái người mà lớn tuổi là thường bị nhức. Mình uống cặp thuốc này mình uống tới 50 ngày lận, một ngày mình uống 2 lần quý vị. Quý vị ơi, thì đây á, nếu mà ai không có tiền hoặc là ai sợ hoặc là ai lo lắng cho cơ thể của mình mà bị gọi là phụ mà có tác dụng phụ đó quý vị, thì quý vị cứ gọi Quốc Thành, thẳng Thành đi. Nó bây giờ tôi muốn thử thuốc đó, Quốc Thành sẽ gửi thuốc cho quý vị, cho tới nhà quý vị luôn, Quốc Thành sẽ không lấy tiền quý vị. Khi nào quý vị uống xong thấy ok, thấy ổn trong người rồi, quý vị hãy gửi tiền cho Quốc Thành, không sao hết. Cái này là Quốc Thành muốn muốn vừa đảm bảo cho quý vị mà vừa đảm bảo cho Quốc Thành.
Tại vì ở đây á, là Thành không có phải là người nghèo khổ đâu quý vị, của Thành rất là khá luôn đó. Nhưng mà bán cặp thuốc này đó là không có lời nhiều hết, chỉ nên muốn làm từ thiện cho bà con thêm này dầu, hoặc là thuốc kim son, hoặc là thuốc bóp hay thuốc bóp này kia nè quý vị, nó cho bà con thôi, chứ thật sự ra là nó không có lợi lớn nhiều hết trơn quý vị. Một cặp vậy đó với một combo là nó 400.000 ha. Chiên trị gì nhất như là hàng kinh tọ, thấu quắc cột sống, gai cột sống, rồi mình bị nhức những cái đầu gối á, như là mình nhức cái từ đầu gối, từ cái dưới cái lưng quần xuống đầu gối đó quý vị là gọi thằng kinh tọ, còn nhức ở trên cái lưng quần lên là gai cột sống nha quý vị. Quý vị nhớ kỹ nha, ai mà bị những căn bệnh đó thì gọi cho Thành liền để mua, để mình uống hết những căn bệnh đó hay quý vị ha. Cái này á là mình uống á rất là hiệu quả luôn. Ví dụ như bây giờ quý vị mà bị 100% đi, mà mình mua cái này về đó là mình uống tầm cỡ nếu quý vị lâu đó mà bị già lâu đó thì uống cỡ chừng 10 ngày, 20 ngày thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là nó bớt được cỡ 7%, 8% quý vị. Còn nếu mà mấy người mà bị thằng kinh tọ mà bị nhẹ đó, bị cỡ nửa tháng hay năm hay là nửa năm gì đó, thì mình uống quốc thành bao quý vị luôn là 20 ngày. Quý vị sẽ thấy là khá rõ luôn, quý vị sẽ thấy là bị mình hết khá rõ luôn quý vị. Đó, thuốc thằng kinh tọ này rất là hay luôn quý vị. Ở đây là bà con là một ngày á, là quốc thành với quốc tạo bán là có thể lên 100 cặp đó quý vị. Đó, thì đó là thuốc về nhất nha. Thì bây giờ quốc thành sẽ giới thiệu thêm cho quý vị là về một cái thuốc là tê bì chi. Tê bì chi này đó là thuốc của Việt Nam, thuốc của Việt Nam hợp tác với Nhật Bản. Thì đây là tê bì chi là đau gãy, đau nhức vai gáy nè quý vị, rồi thiếu từng quầng máu trong não nè, nó bị gọi là mình suy nghĩ nhiều đó, rồi cái mình sinh ra bị chép, rồi mình bị nhức đầu. Kính thưa quý vị, thì giống như quý vị thường thấy đó là giới trẻ hiện nay đó thường hay nó bị chép, bị xì chép, rồi bị giống như là bị lầm lì lì không nói chuyện với ai, rồi có khi bị nhức đầu. Thì kính thưa quý vị, đây là thuốc dành cho giới trẻ và người trung niên cũng như là người già. Đây là không có ngừa ai hết, thuốc này uống ai uống cũng được hết quý vị. Ở trong đây nó có hướng dẫn hết, người già uống sao, người trẻ uống sao, rồi người vừa uống sao, nó có chỉ trong đây hết quý vị. Thì ở đây là chiên trị nè, tê nè, mình thường thường đó mình bị nhức tay hay tê tay này kia đó là mình uống thuốc này được nha. Tê tay nè, mình ngồi lâu mình niệm Phật đó mình bị tê giò, mình uống vẫn được luôn. Rồi cũng như là mình bị nhức đầu nè, thiếu từng quần máu trong đầu nè quý vị, đó đau mỏi vai gáy nè quý vị là mình uống vẫn được luôn nha quý vị, bình thường nha. Cái này là chuyên trị về những cái căn bệnh đó nha quý vị. Một cặp gì đó, một hộp mình uống được là 30 ngày, một tháng 30 ngày, một hộp gì đó là nó 300.000, thêm một combo đồ của Thành nữa là 350.000. Nào Thành sẽ cho combo đồ quý vị, ví dụ như quý vị muốn xin thêm cái này kia thì Thành sẽ cho thêm. Có Thành cho thoải mái hết, cứ xin nếu thích thế nào cho cái đó. Dụ như thì xin thêm một chai thuốc bóp nữa, Thành sẽ cho thêm một chai thuốc bóp. Quý vị xin thêm chặn đều của quyền, Thành sẽ cho thêm chặn đều của quyền quý vị. Bình thường Thành sẽ cho miễn phí hết quý vị. Một cặp thuốc vậy đó là uống được 30 ngày, chuyên về trị về là tê bì tay chân, đau mỏi vai gáy. Rồi á, tôi nói quý vị nghe ha, thuốc này là làm cho cái đầu óc của mình là minh mẫn lắm quý vị. Quốc Thành cũng uống, ngày nào cũng uống cho quý vị. Uống để cho mình, thứ nhất là nó giảm stress, thứ hai là đây không phải là thuốc, đây là thuốc thực phẩm chức năng. Nó giúp cho mình đó là cải thiện sức khỏe quý vị. Nó tốt cho cơ thể lắm, nó không phải là thuốc đâu, nó không phải là thuốc chữa bệnh đâu, nó là ngừa thôi. Thì stress nè, rồi từng quần máu không đều nè, cũng như là tê tay, tê chân này kia đó, mình niệm Phật, mình ngồi niệm Phật đó mình bị tê giò đó quý vị. Mình uống là không bị tê luôn nha quý vị, mình ngồi rất thoải mái luôn. Đây thuốc rất là ok luôn nha quý vị. Chưa bao giờ thấy một Thành thấy mà thuốc nào mà bị trị cái vấn đề tê mà hay như thuốc này luôn quý vị. Thưa quý vị, thì tới loại thuốc thứ ba đó là ở đây Quốc Thành sẽ giới thiệu cho quý vị là thuốc hạ huyết áp. Hạ huyết áp này đó là công dụng như thế nào, là lợi tiểu nè, giúp cho mình là cân bằng nè, cân bằng hệ miễn dịch ở trong cái cơ thể của mình đó, rồi là hỗ trợ hạ huyết áp rất là hay luôn quý vị. Là dành cho những người mà chóng mặt nè, ù tai nè, qua mắt nè, nó mình bị huyết áp cao đó mình sẽ bị những căn bệnh là giống như là chóng mặt nè quý vị. Quý vị cứ nghĩ đi, mình bình thường đúng không, là quý vị ngồi chút xíu nè, quý vị đang ngồi làm chút xíu, hoặc là quý vị ngồi đó đặng quý vị ăn cơm hay cái gì đi, thì mình chút xíu cái mình đứng lên là mình bị chóng mặt, mình ù tai, cái mình bị giống như là mất phương hướng gì đó quý vị. Đây là thuốc này là giúp cho quý vị là cân bằng cái hệ miễn dịch lại, là giúp cho mình đó là không có bị nè huyết áp cao, không bị ù tai, không bị gọi là chóng mặt đó. Thuốc này rất là hay luôn quý vị. Ví dụ như bây giờ, ví dụ thuốc cái huyết áp của mình đó, trung bình đó là nó cỡ 110-120, thì cái uống thuốc này đó nó sẽ hạ xuống cho mình, không dành cho những người mà bị huyết áp gọi là thấp nha, cái này hạ xuống cho mình, ai huyết áp cao sẽ bị hạ xuống rất là ok luôn. Một hộp gì đó, nếu mà ai mà cần đó thì quý vị cứ gọi Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị rõ ràng hơn nha, để quý vị biết rõ hơn để mình mua về để mình dùng cho nó kỹ càng hơn ha. Đây thuốc này rất là ok quý vị. Đây thuốc huyết áp này đó là Quốc Thành không có dùng, mà nội Quốc Thành dùng bà nội Thành dùng quý vị đó. Còn tĩnh mạch thì thường thường đó quý vị có nghe tới cái vụ mà giãn tĩnh mạch chưa quý vị? Đây thuốc này giãn tĩnh mạch đó quý vị.
cái gọi là bị mình giãn tĩnh mạch đó, là những cái cơ của mình đó, những cái gọi là cái tĩnh mạch của mình đó, nó sẽ là nhức 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 lên. Thường thường quý vị thấy có cái gì là nhức bình thường này, nhức là nhức trong xương hoặc là nhức trong khớp, phải không? Đó là những cái vấn đề giống như là thần kinh tọa gây cuộc sống. Còn bây giờ đó là do chúng ta đó là không phải còn như hồi xưa nữa, ăn những đồ độc hại không quý vị, tất cả độc hại không à. Bởi vì bây giờ đó là có giãn tĩnh mạch này, nó giúp cho mình đó là những cái cơ của mình đó nó sẽ hoạt động đều lại, tĩnh mạch của mình đó là sẽ lưu thông lại quý vị, không còn là suy giảm tĩnh mạch nữa, mà nó sẽ là hỗ trợ cho mình là giống như là cái thuốc này đó, cái này không phải là thuốc. Xin nhắc lại với quý vị một lần cuối cùng là không phải là thuốc. Đây là thực phẩm chức năng hỗ trợ cho chúng ta là không bị là giãn tĩnh mạch. Ai chưa bị thì nên mua để uống, đặng mình ngừa trước để giãn tĩnh mạch. Và nếu mà ai mà bị rồi đó thì mình mua về mình uống để cho nó là đừng giãn tĩnh mạch nữa. Nó sẽ lưu thông máu của mình, nó sẽ làm tĩnh mạch của mình đó là không có còn nhức nữa. Giãn tĩnh mạch đó quý vị, để Quốc Thành nói cho quý vị nghe là cái sự giãn tĩnh mạch là như thế nào ha. Đó, giãn tĩnh mạch đó là nó bị giống như cái giò gì đó, nó bị nhức cơ nè. À, bị giật nè, giật bẻ nè. Rồi bị giống như là cái gân của mình đó, nó bị nhức lên nha quý vị. Đó là giãn tĩnh mạch đó quý vị. Đó, uống cái này vô là không bị giảm nữa. Cái này đó là 50 viên là mình uống được tính là 25 ngày, một ngày mình uống 2 lần. À, lúc nào mình bị thì mình uống, hoặc là mình uống trước khi mình giờ ăn, sau giờ ăn nếu vậy, sau giờ ăn một viên. Đó, mỗi lần sau giờ ăn mình uống một viên. Đó. Thì bà con có cần cái gì đó thì cứ gọi Quốc Thành ha. Cũng như ở đây đó thì Quốc Thành cũng có bán dầu dừa. Thì dầu dừa ở đây đó là nguyên chất nha. Dầu dừa ở đây là không có là không có pha, không có gì hết. Đó. Tại sao Quốc Thành nói gì không pha? Tại vì ở đây là Quốc Thành không dám bán pha đâu vậy. Ở đây Quốc Thành không dám bán đồ giả đâu, cái gì cũng gì hết. Công an là đây này kia nó cũng có kiểm tra này kia rồi, không có dám bán đồ tào lao đâu. Đó, ở đây là Quốc Thành có là một cái người quen ở dưới Bến Tre, nó người ta giới thiệu cho mình. Nó bây giờ mình đem về mình bán đó quý vị, mình chia cho bà con đó quý vị. Đó, một lít vậy đó là Quốc Thành chia cho bà con là 300 ngàn. Đó, bà con lấy thêm một combo thì tính thêm 50 ngàn nữa ha. Còn nếu mà bà con mà lấy combo lẻ đó thì Quốc Thành tính đó quý vị là 100 ngàn. Tại combo lẻ thì nó gồm là có thuốc bóp nè, thuốc ba chai dầu nè, nó thêm hai chai nhổ mắt, hai chai nhổ mũi, với một chai thuốc ngứa, cũng như là hai bịch đau bao tử đó. Thì đó là tất cả những thứ mà Quốc Thành muốn gửi tới quý vị hôm nay. Thì tất cả các thuốc ở đây đó, quý vị mà có muốn đang bị gặp căn bệnh nào thì quý vị gọi cho Quốc Thành để Quốc Thành tư vấn cho quý vị. Còn một điều nữa Quốc Thành hôm nay muốn nói quý vị đó, thì ở đây đó Quốc Thành có một cái người thầy thầy này đó thì chuyên trị về những căn bệnh là bị phụ nữ. Ví dụ như bây giờ quý vị bị phụ nữ mà không dám nói với ai đó thì cứ gọi cho Quốc Thành tâm sự Thành đi, Quốc Thành sẽ giúp quý vị về vấn đề đó. Ví dụ như quý vị bị về mà huyết trắng nè hay là cái gì đó thì quý vị gọi cho Quốc Thành, Quốc Thành sẽ báo với cái người thầy của Quốc Thành, thì người thầy của Quốc Thành sẽ là đứng ra để nói là ba người kết nối với nhau đó để nói chuyện với nhau, thì thầy của Quốc Thành sẽ là giúp cho quý vị hết những căn bệnh đó. Bây giờ đó là người ta cũng đang gọi cho Quốc Thành để hỏi về cái vấn đề mà bị những căn bệnh về phụ nữ đó quý vị, rất là nhiều luôn. Quý vị cứ thoải mái ha, ai cứ bị thì cứ gọi Quốc Thành đi, Quốc Thành sẽ giúp cho ha quý vị. Thì đó là những vấn đề mà Quốc Thành muốn gửi tới quý vị. Thì quý vị coi dầu nè, dầu ở đây là Quốc Thành bao la luôn quý vị. Đó, dầu ở đây là Quốc Thành bao la luôn, quý vị. Ai mà có mà cần đó thì cứ mua ha, mua số lượng lớn, số lượng nhỏ Quốc Thành đều bán hết. Quốc Thành không có kén gì hết. Ai mà không có tiền cứ gọi đây Quốc Thành cho thoải mái luôn ha. Cho chứ không có, nếu mà ai không có tiền Quốc Thành sẽ cho luôn. Còn ai có tiền thì Quốc Thành sẽ chia lại. Nó là vậy thôi. Quốc Thành ở đây là không có gọi là không có nhà tài trợ, chỉ có nhà tài trợ về thuốc tây thôi quý vị. Đó, thuốc tây thôi. Còn tất cả các khác thì là Quốc Thành và ở nhà Quốc Thành làm thôi quý vị. Thì quý vị ơi, thì có bà con nào đó mà có coi video của Quốc Thành đó thì cũng quan hỷ cho Quốc Thành về những vấn đề giống như là đang coi video mà quay ngang cái có quảng cáo. Không phải đâu quý vị, Quốc Thành là bây giờ đó là quảng cáo một ít về thuốc để cho bà con vừa có được những cái dầu, những cái sấm giảng, những cái hình thầy để về mình thờ phượng, mình cúng bái. Chứ Quốc Thành cũng đâu có là chuộc lợi cho bản thân gì đâu Quốc Thành. Quốc Thành chỉ là vừa cho vừa bán quý vị, chứ đâu phải là chuộc lợi giống như là bán hết đâu quý vị. Đó, chứ Quốc Thành cũng đâu có làm gì bậy đâu. Nếu quý vị có ai mà nghe được cái video này thì quý vị nhớ là quan hệ cho Quốc Thành nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.